một chú cún đợi ở ngoài cho lực khám bệnh của nó. Có thể nó có bệnh truyền nhiễm nên chủ của nó để nó ở bên ngoài của phòng chờ. Ca Sơn à? Là cờ ra sơn. Cờ ra sơn. Vâng, lựa của tôi, để tôi nhắn con tôi mang chó vào. Cờ Xích Tin mang vào một chú chó nhỏ tên là Mini. Nó mới chỉ 10 tuần tuổi, và nó đi phân mềm. Cô ấy cho rằng vấn đề nghiêm trọng, bởi vì phân mềm và rất là hôi. Thực sự rất tệ. Gia đình này lo lắng là đúng. Ok, giờ chúng ta bắt đầu từ nhiệt độ trực tràng. Nó hơi hôi. Chúng tôi rất lo sợ rằng nó bị ba vô vì nó có nhiều triệu chứng của bệnh này. Chúng tôi đã nghiên cứu rồi, nhưng mà cũng không chắc chắn, nên chúng tôi tìm đến với bác sĩ Bôn. Nó vẫn ăn chứ? Vâng, theo cháu biết thì nó vẫn ăn. Ba vô là một bệnh do virus, đa phần tấn công hệ tiêu hóa, từ miệng cho tới hậu môn. Tiêu chảy ồ ạt đến nỗi con thú non bị mất nước quá nhanh mà chết. Thực sự nó rất là bé, chỉ có 2,5 kg thôi, và thực sự chúng tôi rất lo. Pavo là virus có thể lây cho nhiều loài động vật. Ngay cả với can thiệp thú y tốt nhất, bệnh này vẫn thường gây chết trên chó non. Lần trước tôi cân thì nó được 2,5 kg. Bạn cân lâu chưa? Ừ, 2 tuần trước. Ok, nhiệt độ thì bình thường, có một ít phân nè. Tôi sẽ đi kiểm tra run sán, có thể có thêm vấn đề đấy. Nhiệt độ thì bình thường, cún có vẻ không sốt và không có máu trong phân. Và sau đó tôi lấy một mẫu phân để soi dưới kính hiển vi, nó có các mảnh vụn nè. Hơi lạ đấy, nó có run tròn nhé. Ai mà chả có. Ừ, khi mà thuốc run vào ấy, nó chỉ giết run trưởng thành thôi. Mấy con cấu trùng không chết đâu, nên là run sẽ xuất hiện trở lại. Chúng ta sẽ test Pavo cho chắc ăn. Nếu bạn muốn thì tôi làm luôn. Liệu run có làm phân hôi không bác? Có chứ. Nó có vẻ khó chịu. Không, dĩ nhiên là khó chịu rồi. Test Pavo. Bác sĩ Paul cho rằng run là thủ phạm, nhưng ông ấy vẫn test Pavo để loại trừ nó. Âm tính. Vậy là nó bị run. Ừ. Và đó là bình thường. Hoan hô, không có ba vô. Tôi cũng nghi lắm, vì nó không sốt. Tôi rất là yên tâm khi Mini chỉ bị run. Dễ chăm sóc, một cái gì đó khá đơn giản.